Đi đâu đấy, Tuấn Vũ? Chào mọi người, hôm nay nhóm 3T sẽ đi bơi. Các thành viên gồm có anh Tín, anh Thắng và Tôn. Ngoài ra còn có một bạn nhí là bạn Bin. Let's go. Chú ảnh. Rồi, hôm nay tôi sẽ dạy anh Tín cách học bơi mấy ếch chỉ trong vòng 3 bước cơ bản. Bước thứ nhất là tập tay, bước thứ hai là tập chân, bước thứ ba là tập thở. Chỉ trong khoảng tầm 15 đến 30 phút là có thể học được bơi. Tôi đéo cần bơi là tôi vẫn nổi được. Rồi, bắt đầu nhá. Là tập tay, hai tay nhảy, nhảy, và ra nhảy, nhảy. Đơn giản đúng không? Động tác thứ hai đi. Đơn giản đúng không? Đó, thứ hai nhá, chân nhá. Chân là phải đạp ra nhảy, đạp nhảy, đạp nhảy, đạp nhảy nhá. Đạp nhảy nhá. Em đấy nhá, ví dụ tay em giữ nguyên này, và chân em đạp nhá. Ok. Rồi động tác thứ hai, thứ ba đi. Rồi, hai rồi đúng không? Thứ ba. Thôi được, chúng ta động tác thứ ba là anh phải tập thở. Thở nhá. Thở, anh đứng một chỗ anh thở. Thở như này nhá. Anh nhá, đứng một chỗ nhá. Lúc nào thì hít, lúc nào thì thở với bảo ấy. Lúc mà cúi xuống nước thì phải thở bằng mũi ra. Xong lúc ngoi lên bờ hít vào. Anh nhá, em làm thử nhá. Nói ba động tác rồi không? Bắt đầu rồi. Cái tập thở đấy là tập trước, thế chú phải nói lúc bơi nó lúc bơi mình... lúc đấy xong sau khi mà anh đã tập được ba động tác rồi ý rồi thì anh sẽ kết hợp lại là sẽ biết bơi. Cái đợt như nào, ví dụ thở cúi xuống và thở ngửa, thế là này. Bơi là cứ một nhịp cúi xuống một nhịp váy lên đúng không? Rồi quay lại đi. Bơi này. Ở dưới. Rồi, bắt đầu. Thực hành nào. Anh phải nín thở trong vòng 20 giây, xong anh chỉ tập động tác tay thôi. Nín thở 20 giây, tiến lên về phía trước thì anh mới nổi được. Anh không tiến, anh ở im một vị trí anh không thể nổi được. Xong rồi, chưa được, phải 20 giây vào, 15 giây vào. Thả lỏng ha. 20 giây. 15 giây. Bắt đầu. Tay hơi thiếu lực. Tay anh phải trụm vào để như cái một cái máy treo, anh đẩy nước về phía sau này. Không phải là cao cao đâu, mà anh phải có một cái lực anh để cho đẩy người về mình về phía trước ấy. 10 giây, 15 giây vào. Trụm, anh trụm tay vào. Trụm tay vào để mình có lực. Đến nhé.
thở bằng mũi, hít bằng mồm. Ok chưa? Đấy, cứ dần dần sau anh bắt đầu tăng tốc lên. Tăng tốc lên. Tăng tốc lên, dần tăng tốc lên. Hôm nay thực sự là một cái học viên thất bại nhất trong cuộc đời của tôi từ trước đến giờ. Hôm nay thực sự là một cái học viên thất bại nhất trong cuộc đời của tôi từ trước đến giờ. Tôi chưa thấy ai bơi mà có thể chìm được luôn xuống đáy được. Rồi, bắt đầu nào. Wow, khá thành công ấy. À, ok ấy. Rồi, sau đây sẽ thử thách bơi từ đây vào bờ khoảng tầm 5 mét thôi. Không vào bờ rồi anh Tím sẽ làm chó. Bắt đầu thử thách. Rồi, rất cố gắng. Anh đang sử dụng kỹ thuật bơi ếch rất nhuần nhuyễn. Phía trước đang có hai bạn nhỏ. Vâng, anh tuyết ơi. Vâng, 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 anh đổi tạ. Rồi lại. Chấp nhận. Chấp nhận. Thử thách bắt đầu. Wow, anh đang bơi rất nhuần nhuyễn, kỹ thuật bơi ếch anh vừa học được. Rất tốt. Khoảng 2 mét rồi thôi. Vâng, anh đã. Ở khoảng 2 mét cuối cùng anh đã sử dụng kỹ thuật bơi chó. Kết thúc về đi. Nhưng mà rất may anh không phải là chó. Hoàn thành xuất sắc. Tôi tí của ba tên TV đã hoàn thành thử thách. Hoàn thành thử thách bơi 5 mét. Hoàn thành cái xuất sắc không dừng. Và người hy vọng là lần này là 5 mét, lần sau sẽ là 10, 15 mét, 20 mét. 25 km. Giải marathon thế giới. Vâng, tôi sẽ cố gắng để tham dự giải marathon bơi lội thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ like và subscribe kênh Bande TV để có xem những video tiếp theo của nhóm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.